Đây là các cụ bà rapper của nhóm Suni và Bảy Công Chúa, một nhóm hip hop nữ với các thành viên có độ tuổi trung bình là 80, hiện đang nổi lên như một hiện tượng sau khi ra mắt hồi tháng 8 năm ngoái tại huyện Chiêu Gốc, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc. Họ sáng tác những bài hát rap về cuộc sống đồng áng nhằm xua tan không khí hưu quạnh nơi đồng quê đang ngày càng vắng bóng người trẻ tuổi. Gần đây, việc học rap luôn khiến cho chúng tôi rất thích thú. Cả nhóm chúng tôi tập trung tại trung tâm cộng đồng, cùng nhau luyện tập và chúng tôi cảm giác như được khỏe mạnh và minh mẫn trở lại. Danh tiếng của nhóm hip-hop đặc biệt này trở nên phổ biến hơn với công chúng Hàn Quốc khi các video của nhóm thu hút được tới hơn 77.000 lượt xem trên YouTube. Được truyền cảm hứng bởi Suni và Bảy Công Chúa, một nhóm hip-hop cao tuổi khác cũng đã được thành lập với mục đích ngăn chặn chứng mất trí nhớ và cô đơn ở người già. Các rapper cao tuổi này đã giúp cho việc giao lưu giữa các thế hệ trở nên dễ dàng hơn bằng cách hòa nhập với giới trẻ và hiểu được những điều họ hứng thú. Điều này giúp thế hệ trẻ nhận ra rằng các bà, các mẹ của họ giờ đây có thể tự tạo ra nguồn giải trí cho riêng mình, chứ không chỉ thụ động thưởng thức thông qua việc ngồi nghe nhạc hay xem TV. Thành công của những cụ bà hip hop đang mở ra một bước đột phá mới trong bối cảnh xã hội Hàn Quốc đang siêu già hóa. Dự báo đầu năm tới, người trên 65 tuổi sẽ chiếm 1/5 dân số nước này, trong khi những vùng quê như huyện Chiêu Gốc sẽ ngày càng vắng vẻ khi nhiều người trẻ chuyển đến thành phố sinh sống và làm việc.